mình gối nó nhỏ vậy nè, ở bên Mỹ gối xong ra cái vị thập phẩm lại cho nó khỏi cái lá chuối, cho nó không có bị khô á các bạn. Trời ơi, Trúc Hoàng ăn bánh tét dẻ men luôn. Trời ơi, gối mấy ký á mà ăn một mình luôn, giờ này vẫn còn ăn à, nhưng mà không có gối cây lớn, gối cây vừa vừa gì thôi nè. Nó thổi vừa ăn luôn nha. Mà nhà mình á chỉ có ăn đậu phộng thôi chứ không ăn đậu xanh, ít thích đậu xanh lắm. Mình gối đậu phộng nhiều hơn, mời cả nhà ăn nha. Ngon hả? Đói bụng quá. Gối vừa ăn luôn ngon lắm. Lên cân dùng dục luôn nha các bạn. Nhưng mà nó ngon mà mình cứ ăn à, không có sợ gì lên cân hết á. Nó ngon mà. Thật tặng à. Gối hai lần luôn các bạn. Tết gối cúng rồi, ăn không đẻ, đi gối thêm nữa nè. Trời ơi, nó ngon cực kỳ ngon luôn á. Mà có mình chút ăn thôi, không ai ăn hết. Ướn rồi mà, có mình chút hẻo. Bột phẩm à. Thơm. Bột phẩm á. Ngon lắm. Chay. Không có gói thịt. Mình ăn chay, mình gói chay á. Trời ơi, người ta ăn người ta ớn chứ Trúc ăn không biết ớn. Ông chồng ông cười á, ông có ai ăn nở. Thành gói ra không? Mình ăn đẻ luôn.